Mến chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay cũng đến cùng Khương chỗ anh Thanh đó. Anh giới thiệu chúng ta một số cái phôi mai và gặp ảnh trực tiếp để nhờ ảnh giới thiệu chúng ta. Thì rất cảm ơn em đã ủng hộ chỗ anh Thanh và mong anh em tiếp tục. Rồi em chào anh Thanh ơi. À, chào anh em. Rồi. Hôm nay giới thiệu cho bà con mình phôi gì anh ơi? Dạ cũng được 6-7 phôi mai vàng với một phôi mai tứ quý anh em. Dạ không ngờ mưa gió quá phải không anh? Dạ mưa gió quá, mì gói cũng hết rồi anh ơi. Rồi tiếp tục ủng hộ anh Thanh gói mì nha anh em. Cái này là số 1 anh? Dạ số 1. Số 1 nha bà con. Cái này cục đế đẹp lắm nha anh em. Quá dữ rồi, mở màn của video hôm nay là quá đẹp. Cục đế đẹp mà cái thân nó nâu cục nè nha anh em. Cây già cây dữ lắm nha anh em. Mai thấy vườn quay bé cho clip coi mai vàng màu sai. Rồi. Hợp tác vui vẻ. Rồi mã số 1 khá đẹp nha anh em, nhờ anh Thanh cho em cái thông số luôn Thanh ơi. Quỳnh thân 38 nha anh em. Rồi 38 nha bà con. Quỳnh thân 38 em đo luôn cái thân này nè nha anh em. Dạ. Yeah. Em đo cái thân ở trên này thì chỗ âm thanh nó không có rõ nét. Đó trên này 27 nha anh em. Rồi 27 nha bà con. Dạ, tại vì cái cây này cũ nó nở cậy. Nó em đo 2-3 chỗ cho anh em hình dung biết cái cây ha. Dạ. Yeah. Đo ngay cũ này cái cổ này tới 41 rồi nha anh em. 41 nha bà con. Dạ. Bán biết rồi mua cái thước không nổi nữa. Ờ không có. Không mua nổi cái thước nữa. Rồi tài trợ hết năm. Thước mới rồi. Thước này là thước. Tổng thể chiều cao từ cấu rễ tới đỉnh ngọn là 40 nha anh em. Rồi 40 nha bà con, chiều cao. 40, dạ dạ. Giờ mới hết thấy số luôn. Rồi xoay cho em vài vòng lên ơi. Rồi mã số 1 anh Thanh báo giá nhiêu anh ơi? Dạ mã số 1 giá 8,5 triệu nha anh em. 8,5 triệu nha bà con. Số 1 mã giá 8,5 triệu các bạn. 8,5 triệu nha anh em. Rồi xin dòng nhẹ và đổi phôi anh ơi. 8,5 triệu số 1. Rồi số 2 lên anh ơi. Chưa chưa chưa. Mấy hàng đây nè. Dưới đầu xe đó. Số 2 lên cây này đi cây này. Rồi số 2 nha anh em. Cây phôi số 2. Tiếp theo là cây số 2 nha anh chị các bạn. Cây này đế chảy rất là đều nha anh em. Đế nó chảy như cây bonsai nha anh em, chứ không phải đế nôm nha anh em. Dạ, số 2. Số 2 nha bà con. Cái mấy khúc cây chim chim lên kia. Mình tứ quý hay là có tứ quý là vô không anh Thanh ơi? Dạ clip này có một cây tứ quý nha anh em. Dạ. Chừng nào tới cây tứ quý thì em báo cây tứ quý nha anh em. Còn cái này là mai vàng không à? Mai vàng đúng. Đó, cây này vì anh em trồng vô chậu anh em chỉnh cho cây nó đứng lại vậy nè nha anh em. Đây dáng đứng. Dạ. Anh em muốn lùng thì anh em cắt sát cái này luôn. Cắt sát vô đây chơi một thân một cốt thì anh em cắt sát vô đây nữa anh em ghép vô đây một cành. Dạ. Cắt cái ngọn này giật cái ngọn này xuống anh em ghép đây một cành với đây một cành. Ghép ba chân cành chơi lùng liền nha anh em. Anh em muốn để phong cao gì đây thì ghép 4-5 bo cũng được. Cây này bộ đế chảy rất là đều. Rồi như vậy là mã số 2 cho em cái thông số lên anh ơi. Cây này hoành thân 40 đúng nha anh em. 40 nha bà con. Dạ 40. Rồi chiều cao anh ơi. Tổng thể chiều cao là 58 nha anh em. Rồi 58 nha bà con. Dạ. Ngay đầu cổ rễ nè nha anh em. Dạ. Rồi xoay anh ơi. Rồi số 2 báo giá anh Thanh ơi. Dạ, mã số 2 giá 5,5 triệu nha anh em. Số 2 5,5 triệu nha bà con. Số 2 giá 5,5 triệu nha anh em. Số 2 5,5 triệu. Rồi một vòng đi anh ơi, rồi đổi thôi anh ơi. Rồi số 3 lên anh ơi.
3 nha bà con. Số 3 cây này chắc để lên nuôi, cây này để lên nuôi. Tại cây này cây hai thân quay trong clip nó không ấy đâu. Để lên đây nè. Rồi anh em chờ trong cái lát anh em. Lên cây tử quý đi. Nên 5 cây mai vàng để bên đây nè, hai cây bên đây trước đi. Khổng lồ. Rồi, cây có mã số 3. Liếc con số phẳng lặng gì rồi mới chọn thôi anh chị các bạn. Số 3. Mã số 3 này cậy đế nở, đế nó chảy tuôn xuống đẹp lắm nha anh em. Đế đều gan nha anh em. Cây lùng lực nha anh em. Số 3 nha bà con. Phá lực rồi. Cái này còn lá còn tươi xanh nè, vững về 2-3 ngày lá còn tươi xanh nè nha anh em. Đó, 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 dạ. Lá nha bà con. Rồi, như vậy là cho thông số cái số 3 lên đây. Khá là lực. Dạ, nhiêu anh? Hoành thăng 45 nha anh em. Rồi, 45 nha bà con. Dạ. Hoành thăng 45. Rồi, chiều cao. Tổng thể chiều cao 46 nha anh em. Rồi, 46 nha bà con. 46. Rồi, xoay cho em vòng lên đây. Rồi như vậy là báo giá số 3 đi anh. Dạ, cái số 3 này cũng giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Số 3 5 triệu rưỡi nha bà con. Số 3, mã số 3 nha anh em. Đọc đúng cái thông số cho anh Thanh lấy cây cho đúng nha bà con. Rồi số 3. Rồi đổi phôi anh ơi. Rẻ mà bự luôn anh em ơi. Quá lực. Dạ. Nhanh tay ủng hộ anh em ơi. Ba người khiêng cũng không nổi luôn á. Rồi, cây có mã thứ tư. Số 4 nha anh em. Số 4 nha bà con. Số 4 anh em. Rồi, anh Thanh cho mình một vòng nữa bà con. Số 4 là cây mai vàng anh chị. Quá lực luôn. Cây này cái tược nó ra sẵn còn lá tươi xanh nè anh em. Cây này là bao cây sống khỏe mạnh nha anh em. Sống khỏe, có đỏ. Dạ. Có lá luôn nha bà con. Có bảo hiểm luôn. Cái này đế rất là đều nha anh em. Đế đều. Dạ. Đế chảy rất là đều. Rồi mã thứ tư này cho em cái thông số đi anh Thanh ơi. Rồi, nhiêu anh? Mã số 4 này hoành thân cũng 39 luôn anh em. Rồi, 39 nha bà con. Dạ. Chiều cao. Chiều cao là 64 anh em. Chiều cao 64. Rồi, ok anh. 64 nha bà con. Mã số và báo giá anh ơi. Cây này mã số 4 giá 5 triệu rưỡi nha anh em. Số 4, 5 triệu rưỡi. Đây, cây số 4 giá 5 triệu rưỡi. Rồi, cho em xin vòng đi anh ơi. Rồi, đổi phôi số 4 nha anh em. Rồi, số 5 lên anh ơi.
quá nha anh em. Cái nào mà đi quái nha anh chị coi. Quá rồi, như con bạch tuộc rồi. Bạch tuộc. Nguyên cục đế nôm luôn nha anh em. Quá dữ rồi anh em ơi. Các anh em cắt cái cần này bỏ luôn rồi. Rồi ok anh. Rồi anh cắt dọn dùm luôn. Cái này chơi cái cục rễ này lùng cây lùng lực luôn nha anh em. Cây này 5 chân cành nha anh em. 5 chân cành. Dạ. 5 chân cành là vô cây ngũ phúc luôn nha anh em. 5 chân cành. Quá dữ rồi. Cái này mối chân cành anh em ghép bo thôi nha anh em. Hả? Rồi, hướng dẫn. Còn ngay cái ngọn anh em ghép đang bo, anh em dựng cái ngọn lại ngay tâm lại nè anh em. Dạ. Dạ. Rồi rất cảm ơn anh đã tư vấn. Rồi, thông số anh Thanh ơi. Khá quá nha anh em. Dạ, nhiêu anh? Hoành thân 40 nha anh em. Dạ, 40 nha bà con. Dạ. 40. Số 5, mã số 5. Rồi, chiều cao. Chiều cao từ cổ rễ lên có 28 rồi nha anh em. Dạ. Quá lùng lực luôn nha anh em. Lùng lực. Dạ. Tới mặt bầu đất là 50 nha anh em. Rồi, 50. Khá là ok nha anh em, số 5 nha anh em. Nói số 5 là cây quái. Cái này mấy cái đường da này nó muốn chảy xù nè nha anh em. Đó. À, nó muốn chảy xù nè. Cây này là em muốn đường xù nha anh em. Rồi, mã số 5 này anh Thanh báo giá nhiêu à? Dạ, cây số 5 này giá 6 triệu nha anh em. 6 triệu nha bà con. Cây số 5 giá 6 triệu nha bà con. 6 triệu. Rồi cho em xin dòng nhẹ đi anh. Rồi cảm ơn anh nhiều. Đổi phôi anh ơi. Số 7 nha anh em. Năm số 6 anh ơi. 6 anh. Số 6. 6 nha bà con. Số 6 nha anh em. Rồi, cây này giờ em cắt rút chân cành lại nha anh em. Cây này mới bứng về hôm qua em cũng chưa có dọn. Chưa có dọn, chưa có cắt xong hết. Dạ. Mã số 6 nha bà con. Cái này là cây số 6 nha các bạn. Chân cành này nữa bỏ luôn không có xài nha anh em. Bỏ luôn. Rồi anh em ghép vô chân cành này được nè. Thì các bạn nhớ ý giao lưu thì liên hệ số điện thoại của anh Thanh ở phía dưới các bạn. Cái này anh em để chân cành, để cái ngọn này đây nó nhóng cây nhìn nó không có lùng lực nha anh em. Dạ. Hạ cái ngọn xuống luôn, cây rồi, nó mới lùng lực. Rất cảm ơn. Rồi xe nhẹ đi anh ơi. Vô cái phun cây lùng lực khá nha anh là lực anh em ơi. Cây này mà để nằm dưới đất khoảng 2 năm nữa là nó chảy xù bít hết trơn đó nha anh em. Dạ. Cây tơ nó đang chảy xù nè. Đang chảy xù.
mà tại mua được rồi bứng liền luôn nè. Dạ, nó đang chảy xù. Da nó vàng khừ, cái cây này cây tơ nó chảy xù mau lắm nha. Mà tại mua được thì bứng liền chứ không có để lại lâu được. Dạ, dạ. Rồi tổng thể cho anh em xem cái nghe, quá lực luôn. Con sai. Cái này nữa anh em ghép 7 chân cành nghe anh em. 7 chân. Nó đang cành nè, 1 cành nè, 2 cành nè. 3 cành nè. 4 cành nè, 5 cành nè. Với đây cành, với đây nữa là trên ngọn này 2 nữa là 7 nè nghe anh em. Dạ. Với 5 chân cành với 2 ngọn. Anh em ghép đây cành anh em bẻ về đây cái ngọn ở đây là lấy cái ngọn nè nghe anh em. Chứ anh em lấy cái ngọn ở đây là nó lệch tâm nghe anh em. Dạ. Cảm ơn Thanh nhiều đã tư vấn cho anh em chơi ghép. Giờ mong rằng anh em tiếp tục ủng hộ anh Thanh nha anh em. Rồi cây này em đo số đo thân là em bỏ cái tược này với tược này ra nha anh em. Em đo hoành thân là ở đây nè nha anh em. Dạ dạ. Số 6 nha anh em. Số 6 là anh đo. Số 6. Số 6 nha bà con. Rồi, nhiêu đó đây là hoành thân 38 nghe anh em. Rồi, 38 nha bà con. Đây, số đo em đo cái thân này nghe anh em. Dạ, đo thân chính nè nghe anh em. Bỏ hai chân cành này ra nè. Nhưng mà đo chùm ở dưới đây là lớn lắm nghe anh em. Dạ. Nhưng mà cây như vậy đây là không thể nào mình đo hoành thân chùm cái này mà mình báo số đo được nghe anh em. Dạ dạ. Tại vì cây thì đo ngay cái thân chính thôi, lớn nhỏ chút đỉnh không quan trọng, nhưng mà quan trọng cái cây nó có duyên hay không. Giá cả nó có hợp lệ không thôi. Dạ. Rồi rất cảm ơn anh nhiều, chiều cao anh ơi. Khá là lực anh em ơi. Tổng thể chiều cao 30 nha anh em. 30 nha anh em. Dạ. Rồi mã số 6 này anh Thanh báo giá nhiêu anh ơi? Cây này nữa anh em chơi vô chậu anh em chọn mặt tiền là mặt này nè nghe anh em. Tại vì mặt này đế nó chảy đẹp. Dạ. Nó chân cành nó cũng không có cái nào mà nó chổi ngay mặt hết trơn nè nghe anh em. Nó cái này là ngay tâm nè. Đó. Ngay tâm luôn. Dạ, cái này là mặt tiền anh em chọn mặt tiền là mặt này nè nghe anh em. Còn mặt bên đây thì nó bị cái cành này nó chổi ngay mặt nè, nó che cái cành sau nè. Anh em chọn mặt này là không đẹp nghe anh em. Đó, anh em chồng vô chậu anh em chọn mặt tiền là mặt này nè. Rồi mã số 6 đó anh. Dạ cây này mã số 6 giá 4 triệu nghe anh em. Khá rõ anh em ơi, quá đẹp luôn, lùng lực. Xong ăn vườn của anh Thanh thì sẵn có con sa mai vàng thơ nè. Mình quay té thì có clip thôi nha các bạn. Rồi hợp tác vui vẻ, rồi đổi phôi anh ơi. Chào nhé, chào. Ủng hộ cho Thanh nha bà con. Lên cây bự luôn. Rồi, số 7. Khá lực nha anh em, số 7. Bây giờ cây cưa gớt ở đây, cây chồng. Số 7 nha anh em. Số 7 nha anh em, các bạn. Số 7. Cây này cái dằn chân lực lắm nha anh em ơi. Số 7 nha bà con. Đây, cái cây này mà cái thân ở dưới này mà cái mình này nó kéo dài một chút nữa là nó ra cái thú đó nghe anh em. Đó. Đây, cái mình này nó hơi đôn. Dạ. Dạ. Nó tròn trịa cây nó hơi đôn chứ cái mình này nó kéo dài là nó ra cây thú đó nghe anh em. Cái cây này bây giờ thì em cắt lùng xuống luôn nghe anh em. Cắt chơi, luôn anh. Dạ, chơi cây bonsai luôn nghe anh em. Rồi anh Thanh tiến hành chơi cắt lùng xuống luôn. Tại vì cây này để cái thân cao này nó nhóng cây, cái đoạn này nó không có chân cành, nó chống nhìn nó nhìn cái cây nó không có duyên anh em. Rồi. Cây này giờ mình chơi lùng lực luôn. Lực luôn. Cắt ngắn luôn nha bà con. Cái lưng thú nha anh chị coi.
Rồi. Cắt luôn nha bà con. Ra tay đó. Mấy cây sứa nhỏ nhỏ không thấm. Cắt luôn nha anh em, hạ luôn nha anh em. Cái đầu này nó đục bo lại nha anh em, bo vét lại nó gom cái đầu lại này, đáng nữa lấy đục sợi được rồi, đục sợi vét chốt chừa cái mục ở đây nè, đây có mấy mục nè, lấy đục vét lại cái được rồi, cắt cái nó hụt mắt trên cành quá trời là coi. Tại vì mấy cây nó vô cái thế cây bonsai là mình hạ luôn nha anh em, hạ chơi bonsai cho nó gọn. Quá dữ rồi anh em ơi. Rồi như vậy là anh Thanh cho mình cái thông số đó nha anh em. Dạ nhiêu anh? Cây hoành thân 55 nha anh em. Rồi 55 nha bà con. Dạ. Hoành thân 55 em đo em quay tròn cái cây rồi, cái thước dây nó thẳng rồi, cho anh em coi đàng hoàng. Rất là thẳng nha. Dạ. Hoành 55. Đó, hoành 55 đúng anh em. Dạ, 55 nha bà con. Rồi, chiều cao anh ơi. Tổng thể chiều cao là 49 nha anh em. 49 nha bà con. Dạ, từ đầu cổ rễ lên đỉnh ngọn 49. 49. Rồi, xoay đi anh ơi, xoay. Cây này dày nữa, anh em chơi ghép 6 chân cành cũng được, hoặc là 7 chân cành cũng được. 7 chân cành thì anh em đệm đan cành. Là 3 cành, 4 cành, 5 cành. Cái đây là ngọn anh em. Đây 6, 7. Trên đầu này 2 chân cành. Cái ngọn là lấy ngay đây nè anh em, chứ lấy ở đây là nó bị lệch tâm nữa anh em. Cái cành này giống như nữa, anh em ghép vô đây, anh em bẻ cành lá xuống đây nè. Nó lấy ngọn ở đây, giật đảo ngọn ở đây. Cảm ơn Thanh rất nhiều đã tư vấn cho bà con mình. Mong anh em ủng hộ cho anh Thanh, rất cảm ơn anh em. Chúc sức khỏe anh em nhiều. Rồi, thông số đã có rồi, cho anh Thanh cho cái mã số là số... Cái này anh em chơi chọn mặt tiền, mặt này nghe anh em. Dạ, tư vấn tiếp anh ơi. Anh em chơi mặt tiền, anh em chọn mặt này. Mặt này đế nó chảy đẹp hơn này anh em. Dạ. Dạ. Dách bên đây cũng được, nhưng mà tại vì cái dách này nó hơi hẩm đứng. Nó đế ở dưới đây có. Ở đây phải có hai con rễ mà nó chảy xuống đây nữa, thì anh em chọn mặt này cũng được. Dạ. Thường cây mà chơi chọn mặt tiền là mình lựa cái mặt nào mà đế nó chảy đẹp, thì mình chọn cái mặt đó nha anh em. Khá rõ nha anh em. Dạ. 7, cây số 7. Cây mã số 7 giá 10 triệu nha anh em. Số 7 10 triệu nha anh em. Số 7 10 triệu. Dạ xin một vòng nữa đi anh ơi. Cây này về anh em vô cái chậu lục giác hoặc là bát giác 7 tấc nha anh em. Lục giác 7 tấc. Lên cái chậu lục giác 7 tấc. Cây bonsai rất là đẹp nha anh em. Quá lực anh em ơi.
số 7 10 triệu. Rồi xuống. Rồi đổi coi anh em ơi. Lên cây tử quý. Đang lên. Số 8 nha anh em. Số 8 là cây mai tứ quý nha anh em. Quá trời lực luôn. Cây tứ quý này nguyên cái nồi đế đặt luôn nha anh em ơi. Tứ quý nha bà con. Cây tử đeo này là dính liền với cây mẹ luôn nha anh em, chứ nó không có gợi nha anh em. Dính liền vô thân mẹ luôn. Cây luôn. Dạ. Dính liền anh chị các bạn. Tứ quý nha bà con. Tứ quý gót ngọn rất là đẹp nha. Tứ quý nói chung không gợi anh em cũng điện thoại hỏi tứ quý cũng nhiều lắm nha anh em, mà con cái là tứ quý giờ mua nó cũng hơi khó. Lâu lâu mới được cây nha anh em. Thường tứ quý thì cái nồi đế khá đẹp. Dạ. Đa số là mấy cây tứ quý là cái ở trong vườn cái phong nó cao không à, ít có cây mà cắt lụng liền được gì lắm. Cái bộ đế đẹp quá anh em ơi. Tứ quý thường thường là như vậy nè, cắt lụng liền có chân cành với đế đẹp. Mua bán mới được chứ còn mà cây thẳng chọt cái phong cao là cũng khó bán lắm. Dạ. Thử ra em ít có bứng. Lâu lâu gặp được cây đẹp mới mua. Đó là ok nha anh em, mã số 8 tứ quý nha anh em. Hoành thân em đo ngay cái eo nha anh em, hoành dạ. Thân 32 nha anh em. 32 nha bà con. Dạ. Hoành thân 32. Rồi. Rồi chiều cao nha bà con. Tổng thể chiều cao 44 nha anh em. 44. Dạ, từ cổ rễ lên tới đỉnh ngọn 44. Dạ. Em đo cái nồi đế cho anh em coi luôn nha anh em. Nồi đế nha bà con. Nhiêu anh ơi. Nồi đế 119 nha anh em. 119 nha bà con. Dạ. Đây cái nồi đế em kéo thước dây đây. Kéo ở trên này chứ không có sệ dưới này nha anh em. Dạ, khá thẳng nha anh em. Dạ. 119 nha anh em. 119. Nồi đế 119 nha các bạn. Rồi, khá rõ nha anh em. Dây bên đây nó chạy lên nha anh em. 119 đó, thẳng dây đó. 119. Mã số 8 này là mã số 8 cây tứ quý giá 8 triệu rưỡi nha anh em. 8 triệu rưỡi nha bà con. Dạ. Số 8 cây tứ quý giá 8 triệu rưỡi. Cầm cho em cái, cầm ngay chỗ anh nha. Vậy vô em chụp cái anh Thanh ơi, ôm ôm giùm em chụp cái anh Thanh. Rồi ôm quá trời nhiệt tình luôn em ơi. Rồi ok anh. Dạ đổi phôi nha anh em. Số 9 luôn anh. Còn 3 cây cóc ổi. 3 cây cóc ổi giá mềm. Rồi vậy lên luôn anh ơi. Dạ. Rồi, cuối lý là 3 cây cóc ổi coi giá mềm luôn. Nè, đế nôm nha anh em, đế xổm cao nha anh em. Số 9 nha anh em. Dạ. Đây là cây đước lai mai vàng nha anh em. Mới đi kìa đó. Quá dữ rồi. Các anh em để cái ngọn trừ hao này nha anh em, còn nếu anh em về muốn chơi lùng anh em cắt lại ngang đây. Dạ. Nó ghép đây cành với trên ngọn này hai cành nữa là ba cành. Còn cắt ba chân cành. Anh em muốn chơi phong cao thì để phong cao. Để cái nước ở Cà Mau
Rồi số 9 này cho em thông số đi anh ơi. Mã số 9 này hoành thân 30 nha anh em. 30 nha bà con. Rồi ok, cảm ơn anh nhiều. Chiều cao. Chiều cao 37 nha anh em. 37 nha bà con. Dạ. Dạ. Cây này giá có 2 triệu rồi nha anh em. Rồi 2 triệu nhưng mà có cái đế đẹp lắm nha anh em. Dạ. Số 9 2 triệu. Rồi đổi luôn anh ơi. Số 9 2 triệu. Dạ. Rồi số 10. Cái đó để dặn giường này, này bán ổn. Con cường. Rồi số 10 nha anh em. Số 10 nha bà con. Sù búp măng. Số 10 nha bà con. Cây này cũng có cây tử nó đeo vô đây dính liền với cây mẹ này nha anh em. Dạ. Số 10 nha anh em. Rễ nó cũng quái quái này nha anh em. Để quái. Rồi như vậy là thông số số 10 luôn anh ơi. Bỏ cái thằng nhỏ đó thằng 9 này nha anh em. Rồi nhiêu anh? Hoành thân 23 nha anh em. Rồi 23 nha bà con. Dạ. Không thể chiều cao 29 nha anh em. Rồi 29 nha bà con. Dạ. Rồi số 10 nè. Cái số 10 giá 1 triệu rưỡi rồi nha anh em. Số 10 triệu rưỡi nha bà con. Số 10 triệu rưỡi. Rồi 11 anh ơi. Rồi còn cây cuối của video hôm nay là số 11. Rồi cây số 11. Số 11 nha bà con. Cây cuối trong clip nè. Rồi, xoay đi anh, xoay. Số 11 nha bà con. Số 11. Số 11 nha anh em. Rồi, thông số luôn anh ơi. Hoành thân 24 anh em. Dạ, 24. Rồi, chiều cao của 11. Thể chiều cao 50 anh em. Rồi, 50. Dạ. Cây số 11 này có giá 1 triệu 2 hả anh em? Ờ, 1 triệu 2 nha bà con. Dạ. Rồi, cuối cùng của clip hôm nay đó nha anh em. 11 cây 12 luôn đi, cây này tính để nuôi mà đây up lên luôn anh em. Rồi lên luôn 12 luôn. Có thích thì vào luôn. 12 nha bà con, kiếm tiếp luôn. Rồi. Quá lực luôn. Cây này em nói rõ trên hình ảnh với trên mạng cho anh em coi luôn, cây này giống như cây hai thân nha anh em. Đó, cây hai thân. Nhưng mà nó ôm nó dính cứng ngắc luôn nha anh em. Dạ. Dính cứng ngắc luôn. Nó dính là nó dính cái đoạn này nè nha anh em. Đó đó đó, chỗ tay thân nha bà con. Cây này giờ anh em chơi anh em ghép đây cành. Anh em bẻ về anh đây. Như đây giống như cành phong nè nghe anh em. À đây như cành phong vậy nè. Dạ. Đây vậy đây cành dưới đây cành nè nghe anh em. Dưới đây cành anh em phủ về đây với lấy cái ngọn. Lấy ngọn lên. Dạ. Dạ. Số 12 nha anh em. Cây này giờ anh em ghép 5 chân cành là đủ chơi nghe anh em. Nữa nó lùng lực, cây này giờ anh em trồng chậu chữ nhật. Nó trồng rút đế cho nó hơi vô chút. Cút cắt đế bỏ bớt khoảng 2 phân ở gom cái chân lại nhìn cái cây nó lực anh em. Vô cái chậu chữ nhật là nó hợp với cái dáng cây này nha anh em.
quá giữ lực rồi anh em ơi. Rồi thông số anh ơi, số 12. Cây này là bắt buộc phải đo ngay ngay đây nha anh em. Rồi nhiêu anh? 51 nha anh em. Rồi 51 nha bà con. Đây em quay tròn luôn. Rồi đây 51. Là số đo như vậy nè nha anh em. 51. Dạ. Hoành thân là 51. Dạ. Rồi chiều cao anh? Không thể chiều cao 33 nha anh em. Dạ 33. Dạ. Rồi khá rõ cây số 12 rồi, vậy là mã số 12. Mã số 12 này em bán giá rẻ cho anh em chơi luôn là có 2,5 triệu hơn nha anh em. Rồi có giá luôn nha anh em. Hai giá 2,5 triệu. 2,500,000. 12 giá 2,5 triệu. Rồi tổng cộng là clip hôm nay là 12 phôi nha anh em. Này để vô đây luôn nè. 12 phôi. Rồi vậy là thăm cho cái là chào các anh ơi. Dạ, chúc sức khỏe anh em nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh và coi cái nào được ủng hộ điện thoại em nha anh em. Rồi, cảm ơn thay mặt bà con, cảm ơn Thanh nhiều. Mong anh em ủng hộ cho anh Thanh nha anh em. Quay lại từ cây đọc từ số lại anh. Rồi anh Thanh sẽ cho mình cái giá từ số 1 cho tới số 12. Số 1 nhiêu anh? Dạ, cây mã số 1 là giá 8,5 triệu anh em. Rồi, số 2. Dạ, số 2 là giá 5,5 triệu. Rồi, số 3. Dạ, số 3 cũng 5,5 triệu. Số 4. Số 4 cũng 5,5 triệu. 234 là đồng giá 5,5 triệu anh em. 234 đồng giá. Rồi. Số à, cây số 5 là giá 6 triệu. Dạ. Cây số 6 là giá 4 triệu anh em. Dạ. Cây số 7 là cây cao em cắt lùng xuống đó là giá 10 triệu anh em. Số 7 10 triệu. Cây số 8 là cây tứ quý anh em. Tứ quý bà con. Dạ, à, cây số 8 cây tứ quý giá 8,5 triệu anh em. Cây số 9 là giá 2 triệu anh em. 2 triệu. Rồi số cây số 10 là giá 1,5 triệu. Nghe anh em. Cây số 11 là giá 1,2 triệu anh em. Rồi 12 lúc nãy là cây 11 giá 1,2 triệu là cây 12 giá 2,5 triệu nghe anh em. Rồi 12 đây nha bà con. Dạ, cây 12 là cây này. Mã số cuối cùng là mã số 12 giá 2,5 triệu. Rồi tất cả đã rõ. Có giá đầy đủ niêm yết công khai. Mong anh em ủng hộ cho anh Thanh. Rất cảm ơn. Cây phôi là em báo giá công khai, em bán giá tại vườn anh em, chưa có phí ship nha anh em. Dạ dạ.